Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ngày 26 tháng 8, Nguyễn Hòa Bình sẽ được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Thường trực. Ngày 23 tháng 8, báo chí trong nước đưa tin, Quốc hội sẽ họp bất thường vào ngày 26 tháng 8 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Theo tin rò rỉ từ trong nội bộ, tại cuộc họp bất thường nêu trên, Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực. Và đây là hình Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Xuân Phúc. Vị trí chánh án tòa án nhân dân tối cao sẽ được Quốc hội giao cho ông Lê Minh Trí sau khi ông Trí thôi chức viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Xin nhắc lại, cách đây 10 ngày, ngày 13 tháng 8, Thời báo chấm D đã đưa tin như sau. Tối ngày 11 tháng 8, chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có điện thoại và báo tin cho Nguyễn Xuân Phúc viết là mình có tên trong danh sách được chọn vào chức danh Phó Thủ tướng nếu vào được sẽ có cơ hội phát triển và bảo vệ Phúc. Được biết, trước đây Nguyễn Hòa Bình là đệ ruột của Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Hòa Bình xuất thân từ công an, mang hàm, thiếu tướng. Vợ chồng Phúc trong đêm xin qua nhà Bình ngay, nhưng Bình nói thời điểm này nhạy cảm không nên gặp trong lúc này. Cuối cùng, Phúc ủy nhiệm cho vợ Trần Thị Nguyệt Thu gặp riêng Phùng Thị Hà, tức vợ Nguyễn Hòa Bình, biếu 11 triệu đô la Mỹ để Bình lo lót việc lên chức phó thủ tướng. Và liệu rằng vợ chồng Nguyễn Hòa Bình và Phùng Thị Hà có cứu thoát được vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc và Trần Thị Nguyệt Thu hay không? Và đây là hình một kỳ họp của Quốc hội Việt Nam khóa 15. Tại cuộc họp bất thường nêu trên, Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn bổ nhiệm hai phó thủ tướng nữa. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước giữ chức phó thủ tướng. Vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ được Quốc hội giao cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa sau khi ông này rời khỏi ghế bí thư Hưng Yên. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ giữ chức phó thủ tướng. Như vậy, ông Bùi Thanh Sơn sẽ là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn bổ nhiệm hai bộ trưởng. Bí thư tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy giữ chức bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thay thế ông Đặng Quốc Khánh đã làm đơn xin thôi từ ngày 3 tháng 8. Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh giữ chức bộ trưởng Bộ Tư pháp, kế nhiệm ông Lê Thành Long ông Long lên làm phó thủ tướng từ ngày 6 tháng 6. Tất cả những nhân sự kể trên đều đã được quyết định trong hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương vào ngày 16 tháng 8. Như vậy, việc ông Nguyễn Hòa Bình trở thành phó thủ tướng thường trực đã được thông qua. Về vợ chồng Nguyễn Hòa Bình, Phùng Thị Hà, trong bản tin trước, thời báo chấm d đã nói rõ cặp vợ chồng này quá tai tiếng với khói bất động sản khủng chìm nổi ở Hà Nội và ở quê quán Quảng Ngãi. Và đây là hình bà Phùng Thị Hà vợ ông Nguyễn Hòa Bình thường xuyên bắt nhân viên của chồng tháp tùng. Bà Hà lợi dụng chức danh của chồng để mua bán công lý. Về Nguyễn Hòa Bình thì có những chứng cớ cho thấy ông Bình gian lận tuổi, khai giảm bớt 5 tuổi để đủ tuổi cơ cấu vào ban chấp hành trung ương và vào bộ chính trị. Cặp vợ chồng này rất quỷ quyệt, hầu như không trực tiếp đứng tên doanh nghiệp nào mà tất cả được quản lý bởi những người thân tính bên xuôi gia với gia đình là ông họa sĩ Hoàng Đăng Định, sinh năm 1953, tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Ông Định là bố đẻ Hoàng Minh Thủy, vợ Nguyễn Tuấn Anh, hạt giống đỏ của vợ chồng Bình Hà. Nguyễn Anh Tuấn hiện đang là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Tuy sở hữu một khối tài sản khổng lồ, nhưng với bản tính tham lam, bà Hà ăn không chừa một thứ gì, từ lớn đến nhỏ, kể cả những thứ vụn vặt. Hiện nay, đa số các nhà mặt phố Nguyễn Du, hai bà Trưng tại Hà Nội, đều do bà Hà vung tiền thâu tóm và cho thuê lại. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ngày 26 tháng 8, Nguyễn Hòa Bình sẽ được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Thường trực. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vì sao hơn 100.000 người Việt ra đi mỗi năm. Ngày 22 tháng 8, Facebooker Châu Đoàn, tức nhà báo Đoàn Bảo Châu, có một status trên trang cá nhân của mình, tại sao họ ra đi. Theo tác giả, trong 26 năm qua, mỗi năm có chừng 100.000 người Việt di cư ra nước ngoài và Việt Nam được xếp vào top 10 các quốc gia di cư ra nước ngoài nhiều nhất tại khu vực Đông Á, Thái Bình Dương. Tác giả đang kèm status tệt một tấm hình của cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với phát ngôn của ông điều tôi muốn nhấn mạnh là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này. Và đây là hình của Thủ tướng Phúc và phát ngôn của ông. Tác giả cho hay, câu này ông Phúc nói vào năm 2018, từ năm ấy đến nay, số người đi vẫn nhiều. Họ trốn bằng nhiều con đường khác nhau, thậm chí bằng những cách nguy hiểm chết người. Còn số người Việt vượt biên sẽ gấp nhiều lần nếu các nước khác có chính sách mở cửa tị nạn. Tác giả nhận xét, đất lành, chim đậu. Nếu người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, thì họ nên yên tâm an cư lạc nghiệp, chứ sao lại đi tìm tương lai ở bến bờ khác làm gì. Mà ở những nơi ấy thì đào đâu ra đảng Cộng sản để dẫn đường cho họ. Tác giả khẳng định, một công dân có quyền nghi ngờ hay tin tưởng lời nói của một người khác, cho dù người ấy là dân thường hay quan chức, nếu không thấy cơ sở thuyết phục. Nói lên lòng tin hay sự nghi ngờ, nói lên sự thật nỗi niềm trang trở trước thực tại là quyền tối thiểu của công dân. Nói vậy để dư luận viên đừng chụp mũ, gán ghép tội, nói xấu lãnh đạo. Các ông không thể làm được gì ra hồn khi không có cái tư duy thẳng thắn minh bạch trước mọi chuyện. Tác giả nêu ra mấy lý do tại sao người Việt lại ra đi. Lý do thứ nhất, môi trường kinh doanh lởm. Nếu ngày nào các doanh nghiệp ở Việt Nam được phép nói thẳng, thì các ông mới hiểu hết nỗi khổ của họ. Như bà Phạm Chi Lan đã nói, thì số tiền để doanh nghiệp bôi trơn là khủng khiếp. Tiền rơi vào túi quan chức chứ đâu. Vậy lòng tin của người dân có đặt vào những kẻ ăn chặn, những kẻ coi mình là bò sữa để vắt hay không? Và đây là hình stated trên trang cá nhân của Châu Đoạn. Lý do thứ hai, môi trường sống bẩn khiến người dân hoảng hốt. Nguyên nhân cũng bởi cơ quan chức năng làm không ra gì, đến cán bộ cho phép bao tấn chất độc về mà còn ngây ngô nói không biết đấy là chất độc cơ mà vậy chắc phải hỏi người dân thì mới biết. Lý do thứ ba, tai nạn. Ngoài tai nạn giao thông thì còn tai nạn đủ kiểu khác, như dây điện rơi trước trường học, bảo vệ trường, người đi đường coi như bị mù. Kết quả là mấy đứa trẻ gặp nạn, người Việt xấu hết sức ở khía cạnh này, ích kỷ đến bất lương. Cổng chào bằng thép mà móng toàn đất, những con đường bao ngàn tỷ mà đầy ổ voi, khiến người dân ngã đầu đập xuống đất hay xe tải cán qua người. Chết thì đại biểu quốc hội phán do đi không nhìn, không phải do đường mà chết. Lý do thứ tư, đạo đức xã hội xuống cấp chưa từng có. Nhìn đâu cũng thấy tham nhũng, bất công, môi trường giáo dục thì thối nát với bao vụ tai tiếng, công lý chẳng phải là diễn viên hài mà nhiều vụ còn là một thằng khốn nạn chuyên chụp mũ, kết tội người yêu nước một cách thô bỉ. Vẫn theo tác giả, người dân dựa vào lãnh đạo để dẫn dắt. Ông Phúc từng là lãnh đạo cấp cao chót vót mà toàn phát biểu bôi hồng rất xa thực tế thì đến bao giờ hiện trạng này mới được cải thiện đây. Dân đen chỉ cần những cái đầu và con tim nhìn thấy sự thật và biết cải thiện hiện trạng. Tác giả nhận định mạng xã hội là nơi duy nhất những tiếng nói phản biện thẳng thắn được đưa lên, nơi báo víu hy vọng mỏng manh để tạo ra sự thay đổi tích cực mà các ông áp dụng luật an ninh mạng để hạn chế, kiểm soát thì đất nước này sẽ bè bát đến đâu tệ hại đến đâu trong thời gian tới đây. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao hơn 100.000 người Việt ra đi mỗi năm? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.